Để làm món nghêu kho sả ớt thì đầu tiên là mình sẽ ngâm nghêu trong nước và cắt vào vài trái ớt để cho nghêu nhả sạch chất cặn bã nhé. Nghêu này mình đã luộc sẵn cho dễ tách nhé. Nếu bạn nào không luộc thì có thể tách sống cũng được. Bước tiếp theo là mình sẽ băm sả ớt. Nếu bạn nào thích ăn cay thì có thể sắc thêm ớt nhé. Và mình sẽ băm thêm một tép tỏi nữa nhé. Mình sẽ cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã sôi, mình sẽ cho tỏi vào trước và phi cho tỏi thật là thơm. Tiếp theo mình sẽ cho sả và ớt vào. Mình sẽ xào cho đến khi sả chuyển sang màu vàng và có mùi thơm. Bây giờ mình sẽ cho nghêu vào và đảo thật đều. Mình sẽ nêm vào nửa muỗng bột ngọt, một muỗng đường, khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Sau đó mình sẽ đảo đều lên để cho nghêu ngấm gia vị nhé. Mình sẽ kho nghêu khoảng 1 phút nhé. Bởi vì nghêu này mình đã luộc sẵn thì nó cũng đã chín sẵn rồi, cho nên mình sẽ kho ngắn thôi. Nếu mà mình kho thời gian lâu quá thì nghêu nó sẽ bị dai lắm đó. Cuối cùng mình sẽ cho vào đây một vài lá hành và một vài lát ớt nữa. Vậy là mình đã hoàn thành món nghêu kho sả ớt rồi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.